Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Anyway, continue. Let's go. Một chiếc diều ở đây. Và chiếc diều này thì mình sẽ dùng chiếc diều này để vào ngôi nhà này. Ok. Sao chết ở đây? Rất là kinh khủng luôn. Một chiếc búa. Oh my god. Wow. Rất là kinh khủng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ hai, Scary Hospital Equips. Skip. go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ ba, Granny chapter 2. Quần đây. Này thì sau đó các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa mà ông ta đang đeo trên cổ đây. Oh my God. chồng đang chuẩn bị lên đây. Mình sẽ đợi ông chồng. Đây thôi. Một bình xăng. Cuộn băng dính, ok. Oh my god, wow. Bà ta đã tỉnh dậy rồi, tái thật. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái thứ tư, Slendrina. How was Slendrina? The school. Ok. Đây là một bóng ma trong ngôi trường học. Một trường học ma. Và trường học này đã bỏ hoang khá là lâu rồi. Mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Và căn phòng này không có gì. Ok. Căn phòng tiếp theo không có gì luôn. Game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 món đồ. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ nó và thoát khỏi ngôi trường này. Thực ra là không thoát khỏi ngôi trường này mà chính là các bạn sẽ biết là con ma này là ai. Đó là một giáo viên hay là một học sinh. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. không có thật. Sorry. Oh my god. Món đồ thế nào? Okay. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 3. Khi các bạn lắp đủ 8 món đồ đó vào thì cánh cửa tầng 3 sẽ mở ra. Lúc đầu thì cánh cửa tầng 3 sẽ không có điện cho nên các bạn không mở được. Nhưng khi các bạn lắp vào thì điện sẽ dùng được và cánh cửa tầng 3 đã mở được ra rồi. Sau đó thì mình sẽ đặt con dấu vào đây và lấy bức ảnh. Chính là một giáo viên ở trong trường. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới thứ 5. Student here few. Let's go. Các bạn sẽ phải đi tìm kiếm những máy bay giấy. Có máy bay giấy thì các bạn sẽ được thoát khỏi một lần bị Slendrina bắt. Phi thôi, nếu không phi luôn vào đấy thì sẽ bị Slendrina bắt ngay. Đã bắt 2 chiếc máy bay rồi. Oh my god. Chưa tìm thấy ngôi nhà đó đâu. Vậy thì đi lái xe. Mỗi lần vào từ cái này thì những con đường nó sẽ thay đổi và khác nhau. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Oh my god, wow. Mình đã bị bắt. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Stickman Cyber Rush. Let's go. Vào trong cái cửa luôn. Sau đó thì mình sẽ chọn chữ cái smartphone. Выручи меня, братан. Скоро буду. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slendrina 2D. Vào đây, video. Trời thì đang mưa và các bạn bắt buộc phải vào trong ngôi nhà này. Nếu khi vào ngôi nhà này thì các bạn lại không thể thoát ra được. Lúc đó các bạn lại phải tính cách để thoát khỏi ngôi nhà này bằng cách đó là các bạn sẽ phải vận dụng những cái ở trong ngôi nhà này, sau đó thì thoát ra khỏi ngoài. Đã vào trong lại phải thoát ra một đường khác chứ không thể thoát ra đường cũ. Rồi sang căn phòng thứ hai. Oh my god. Phòng này bị khóa rồi. Một chiếc búa phá tan những viên gạch ở đây để những viên gạch mới xây và có một cái lỗ. Let's go. Cái cửa này cũng bị khóa luôn. You. Oh my god. 2475. Đi luôn. Wow. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Slender Rising. Ok, và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi xung quanh map bản đồ, sau đó thì tìm những bức hình được gắn trong map bản đồ này, thu thập những bức hình và các bạn sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi Slender, thoát khỏi sự đeo bám của ông ta. Đấy là một trong những tựa game khá là nổi tiếng và khá là hot trong những năm vừa qua. Rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Và các bạn càng tìm nhiều bức hình thì ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh, và những bước đi của ông ta thì sẽ khá là nhanh luôn. Vẫn chưa thấy bức hình nào gần đây. Oh my god. Bức hình đầu tiên. Đây không có lối ra. Ok, bức hình thứ hai. Các bạn nhìn ông ta một lúc lâu thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay, và càng về sau thì ông ta sẽ bắt các bạn càng nhanh, cho nên các bạn cẩn thận nhé. Đó, cứ như thế đi xung quanh và tìm tất cả là 8 bức hình và các bạn sẽ hoàn thành tựa game này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Granny chapter 1. Oh my gosh, wow. Tao đang định chuồn vào cái lỗ này thì ai ngờ bị bà ta bắt mất. Wow, tài thật. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slendrina Asylum. Đây, let's go. Đây là một bóng ma trong bệnh viện. Và bệnh viện ma này, các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 tờ giấy, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi nơi đây. Thu thập 8 tờ giấy nào. Tờ đầu tiên. Phòng thứ hai này không có gì. Phòng thứ ba. Không có gì luôn. Xung quanh ở bệnh viện này, khi đi hết từ ngoài các bạn, sau đó các bạn sẽ đi đến phía trong và tìm tất cả 8 tờ giấy, lúc đó các bạn sẽ quay lại về vị trí cũ và thoát khỏi này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Let's go. Oh my god. Thế thì phải bình tĩnh thôi. Nếu không thì sẽ bị bà ta bắt mất. Rồi mình sẽ phải đợi. Oh my god. Rồi, sẽ đi đâu này. Den Gurner không mở được. Oh my god. What? Không hiểu sao đi nhanh cả mình. Tài thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang kênh tiếp theo. Vô. Let's go. Được hơn 4.000 điểm rồi. Ok. Cố gắng phá kỷ lục rồi. Oh my god. Wow. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.